Jay thân chào các bạn. Vậy là đã tới video thứ 10 trong chuỗi video về thông tin du học Hàn Quốc và các trường đại học Hàn Quốc. Trong các video trước, các bạn đã được tìm hiểu về trường đại học đứng đầu về nghệ thuật, khoa học công nghệ và làm đẹp. Vậy thì tại video này, VJ sẽ giới thiệu cho các bạn trường đại học có thế mạnh về ngành y dược nhé. Đại học Inje có hai cơ sở, Gimhae Campus ở Gyeong Sangnam và Busan Campus. Trường rất nhiều sinh viên quốc tế, trong đó có nhiều du học sinh đến từ các quốc gia Âu, Mỹ, Á. Một số học viên của VJ cũng đã và đang học tập tại ngôi trường này. Trường Đại học Inje là trường đại học tổng hợp, có các trường đại học thành viên là Y học, Điều dưỡng, Khoa học nghệ thuật khai phóng, Khoa học xã hội, Kinh doanh, Kỹ thuật, AI, Khoa học y tế và chăm sóc sức khỏe, Công nghệ thông tin Bio Nano, Dược và nghệ thuật khoa học. Sinh viên Việt Nam mong muốn nhập học các khoa chuyên ngành bậc đại học tại trường Inje cần đạt được 2 điều kiện. Một là đã tốt nghiệp trung học phổ thông. Hai là có chứng chỉ tiếng Hàn Topic 3 trở lên. Chương trình học tiếng Hàn tại Đại học Inje có lớp học dạy từ tiếng Hàn sơ cấp đến trung cấp. Học viên sau khi hoàn thành khóa học tiếng Hàn cao cấp tại trường, bên cạnh việc sẽ thành thạo cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, còn có thể hiểu và thảo luận về các chủ đề học thuật trong tiếng Hàn, cụ thể như chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa. Đại học Inje có nhiều loại học bổng với nhiều mức ưu đãi học phí cho sinh viên. Trong đó, học bổng sẽ phụ thuộc chủ yếu vào chứng chỉ Topic và điểm GPA của bạn. Học bổng giá trị nhất hiện tại là hai loại học bổng cho sinh viên đạt chứng chỉ Topic 6 và học bổng hỗ trợ cuộc sống cho 30% sinh viên ưu tú nhất trường, đều trị giá 1 triệu won. Ký túc xá có các phòng dành cho hai người ở, có phục vụ bữa ăn tính phí. Khuôn viên ký túc xá có trang bị phòng đọc sách, phòng họp, phòng ăn, phòng giặt là và hệ thống Internet tốc độ cao, đủ đáp ứng nhu cầu học tập và sinh hoạt hàng ngày của học viên. Hàng năm, các sinh viên Inje tham gia rất nhiều hoạt động tình nguyện do nhà trường tổ chức. Các hoạt động nhiều nhất gồm có các chương trình tình nguyện viên giúp đỡ trẻ em mồ côi. Bên cạnh đó, trường còn tổ chức các hoạt động giải trí ngoài giờ rất bổ ích và thư giãn cho các bạn sinh viên như thi nấu ăn, chèo thuyền, đá bóng và các hoạt động thể thao khác. Trong những năm qua, Đại học Inje đã giành được rất nhiều thành tích nổi trội, giúp cho trường luôn thu hút nhiều học sinh trong nước và quốc tế như top 8 đại học toàn diện nhất Hàn Quốc, top 3 đại học tốt nhất khu vực Busan, Ulsan và Gyeong Nam. Có tới 95% sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp. Du học Hàn Quốc tại Đại học Inje chắc chắn sẽ là một khoản đầu tư xứng đáng. Nếu biết tận dụng các cơ hội học tập và rèn luyện tốt, bạn sẽ có sự nghiệp tương lai hứa hẹn. Là đối tác tuyển sinh chính thức của Đại học Inje tại Việt Nam, VJ đã giúp hơn 300 các bạn học viên học tập và tốt nghiệp Đại học Inje, lập nghiệp tại Hàn Quốc. Hãy thử cho bản thân mình cơ hội được học hỏi và rèn luyện tại môi trường học tập lý tưởng này nhé! Để đăng ký nhập học Đại học Inje, bạn hãy liên hệ VJ ngay hôm nay nhé!